Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 78 chia cho số có 3 chữ số. Thì ở video trước, chúng ta đã làm được bài tập số 1. Video hôm nay, chúng ta tiếp tục làm bài tập số 2 và bài tập số 3. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Nội dung của bài tập số 2 như sau. Người ta dùng 264 chuyến xe để chở hết 924 tấn hàng, hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng. Thì chúng ta chú ý ở đây số liệu người ta cho chúng ta là 924 tấn hàng, nhưng người ta lại hỏi chúng ta trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải đổi 924 tấn 924 tấn hàng bằng bao nhiêu tạ hàng. Thì 1 tấn chúng ta được kết quả bằng, chúng ta đổi 1 tấn ra tạ, chúng ta được kết quả bằng 1 tấn bằng 10 tạ. Như vậy 924 tấn sẽ bằng 924 nhân với 10, và chúng ta được kết quả bằng 9.240 đơn vị là tạ. Thì ở đây chúng ta có thể viết lại bài toán như sau. Người ta phải dùng 264 chuyến xe để chở hết 9.240 tạ hàng, hỏi trung bình chuyến xe mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng. Thì muốn biết trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng, chúng ta sẽ lấy 9.240 tạ hàng chia cho 264 xe, thì chúng ta sẽ được kết quả là trung bình mỗi chuyến chở được bao nhiêu tạ. Như vậy đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện phép tính chia. Thì đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện phép chia 9.240 chia cho 264 bằng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta thấy số chia là 264 có 3 chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn ở số bị chia từ trái sang phải 3 chữ số. Và lúc này chúng ta có 924. Chúng ta lấy hàng trăm của số 924 là 9, chia cho hàng trăm của số 264 là 2. Thì 9 chia cho 2, chúng ta được kết quả lớn nhất là 4. Không thể lấy là 5, bởi vì 5 x 2 bằng 10, 10 lớn hơn 9 không được. Sau đó để xác định xem số 4 này chúng ta lấy có đúng hay không, chúng ta sẽ lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 264. Thì chúng ta sẽ có 4 x 4 bằng 16. 4 x 4 bằng 16. Sau đó chúng ta lấy 24. Chúng ta lấy 4 trừ đi 16 thì 4 không trừ được 6, chúng ta mượn 20. Và lúc này chúng ta có 24 trừ đi 16. 24 trừ đi 16, chúng ta được kết quả là 8. Viết 8 nhớ 2, do chúng ta mượn 20 thì chúng ta phải nhớ 2. Sau đó chúng ta lấy 4 x 6 bằng 24. 24 nhớ 2 nữa là 24 cộng 2 bằng 26. 26 tiếp tục chúng ta lấy 2 trừ đi 26. 2 không trừ được 26, chúng ta mượn 30 là 32. 32 trừ 26 thì chúng ta được kết quả là 6. Viết 6 nhớ 3. Chúng ta nhớ 3 bởi vì chúng ta mượn 30. Sau đó chúng ta lấy 4 x 2 bằng 8. 4 x 2 bằng 8. Nhớ 3 nữa là 8 cộng 3 bằng 11. Thì lúc này 11 lớn hơn 9 không được. Do đó chúng ta chọn 4 là không đúng. Vì vậy chúng ta phải hạ 4 xuống 1 đơn vị là 3. Tiếp theo chúng ta lấy số 3 này nhân ngược lên với số 264. Chúng ta có 3 x 4 bằng 12. 3 x 4 bằng 12. Sau đó chúng ta lấy 4 trừ đi 12 thì 4 không trừ được 12, chúng ta mượn 10 là 14 trừ 12 thì chúng ta được kết quả là 2. Viết 2 nhớ 1. Chúng ta nhớ 1 bởi vì chúng ta đã mượn 10. Tiếp tục ta lấy 3 nhân với 6 thì 3 nhân 6 bằng 18. Nhớ 1 nữa là 18 cộng 1 bằng 19. Sau đó chúng ta lấy 2 trừ đi 19. 2 không trừ được 19 thì chúng ta mượn 20, thì lúc này chúng ta có 22 trừ đi 19. 22 trừ đi 19, chúng ta được kết quả là 3. Viết 3 nhớ 2.
chúng ta nhớ 2 bởi vì chúng ta đã mượn 20. Tiếp theo, chúng ta có 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 2 bằng 6, nhớ 2 nữa là 6 cộng 2 bằng 8. Sau đó chúng ta lấy 9 trừ đi 8, chúng ta được kết quả là 1. Viết 1. Và bây giờ chúng ta sẽ hạ chữ số còn lại. Hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 0 xuống. Thì lúc này chúng ta có số 1320 chia cho 264. 1320, số này bao gồm 13 trăm, 20 và 0 đơn vị. Chúng ta lấy hàng trăm của số này là 13, chia cho hàng trăm của số 264 là 2. Thì 13 chia cho 2, chúng ta được kết quả lớn nhất là 6. Thì để xác định 6 có đúng là kết quả mà chúng ta chọn đúng hay không, thì chúng ta sẽ lấy số 6 này nhân ngược lên với số 264. Chúng ta có 6 nhân 4 bằng 24. Sau đó chúng ta lấy 0 trừ đi 24. 0 không trừ được 24. Chúng ta phải mượn 3, 30. Tại sao không mượn 20? Nếu chúng ta mượn 20 thì 20 nhỏ hơn 24 không trừ được. Vì vậy chúng ta phải mượn 30. 30 trừ đi 24 thì chúng ta được kết quả là 6. Viết 6, nhớ 3. Chúng ta nhớ 3 bởi vì chúng ta đã mượn 30. Tiếp tục chúng ta lấy 6 nhân 6. 6 nhân 6 bằng 36. 36, nhớ 3 nữa thì 36 cộng 3 bằng 39. Sau đó chúng ta lấy 2 trừ đi 39. 2 không trừ được 39, chúng ta mượn 50 là 52. 52. Xin lỗi, chúng ta mượn 40. Bởi vì 39 thì chúng ta chỉ cần mượn 40 thôi. Thì 42 trừ đi 39, chúng ta được kết quả là 3. Viết 3 nhớ 4, bởi vì chúng ta đã mượn 40 cho nên chúng ta phải nhớ 4. Sau đó chúng ta có 6 nhân 2 bằng 12. 12 nhớ 4 nữa là 12 cộng 4 bằng 16. Thì lúc này 16 lớn hơn 13. Vì vậy chúng ta chọn 6 là không đúng. Cho nên chúng ta cần phải hạ 6 xuống 1 đơn vị là 5. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy số 5 này nhân ngược lên với số chia là 264. Chúng ta có 5 nhân 4 bằng 20. Chúng ta lấy 0 trừ đi 20. 0 không trừ được 20, chúng ta mượn 20 là 20 trừ đi 20 thì chúng ta viết được kết quả là 0. Viết 0 nhớ 2. Chúng ta nhớ 2 bởi vì chúng ta đã mượn 20. Sau đó chúng ta có 5 nhân 6 bằng 30. 30 nhớ 2 nữa là 30 cộng 2 bằng 32. Sau đó chúng ta lấy 2 trừ đi 32. 2 không trừ được 32. 2 không trừ được 32, chúng ta mượn 30 là 32 trừ đi 32 thì chúng ta được kết quả là 0. Chúng ta viết 0 nhớ 3. Chúng ta nhớ 3 bởi vì chúng ta đã mượn 30. Sau đó ta lấy 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 2 bằng 10, nhớ 3 nữa thì chúng ta có 10 cộng 3 bằng 13. Lấy 13 trừ 13, chúng ta được kết quả là 0. Như vậy 9240 chia cho 264, chúng ta được kết quả bằng 35. Như vậy, trung bình mỗi chuyến xe chở được 35 tạ hàng, và chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Số tạ hàng trung bình mỗi chuyến xe chở được là 924 tấn bằng 9240 tạ. Sau đó chúng ta lấy 9240 tạ chia cho 264 chuyến xe, thì mỗi chuyến chúng ta sẽ được kết quả bằng 35 tạ. Và chúng ta có đáp số bằng 35 tạ.
Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 2. Bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách. Câu A là 2.555 chia cho 365 cộng với 1.825 chia cho 365. Thì đầu tiên chúng ta cứ thực hiện phép tính này theo cách thông thường, tức là chúng ta lấy 2.555 chia cho 365, sau đó được kết quả bao nhiêu, chúng ta sẽ cộng với kết quả của phép chia 1.825 chia cho 365. Tức là cụ thể là chúng ta sẽ thực hiện hai phép chia này, sau đó chúng ta sẽ lấy kết quả của hai phép chia này cộng với nhau. Thì 2.555 chia cho 365 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 7. Sau khi thực hiện phép chia thì chúng ta được kết quả bằng 7. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép chia là 1.825 chia cho 365 thì 1.825 chia cho 365 thì chúng ta được kết quả bằng 5. Sau đó chúng ta sẽ lấy 7 cộng với 5. Thì 7 cộng với 5 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 12. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện theo cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta nhận thấy ở đây 2.555 và 1.825 cùng chia cho số 365. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc, tức là chúng ta lấy 2.555 cộng với 1.825. Được kết quả bao nhiêu? Chúng ta sẽ chia cho số 365. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc, tức là chúng ta lấy 2.555 cộng với 1.825 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 4.380. Sau đó chúng ta lấy số này chia cho số 365 thì 4.380 mà chia cho 365 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 12. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Câu B, người ta cho chúng ta phép tính mở ngoặc 5.544 cộng với 3.780 đóng ngoặc chia cho 252 bằng bao nhiêu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện phép tính này theo cách thứ nhất, tức là chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. Chúng ta lấy 5.544 cộng với 3.780 được bao nhiêu, chúng ta mới lấy kết quả tìm được chia cho 252. Thì 5.544 cộng với 3.780 thì sau khi thực hiện phép cộng này thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 9.324. Chúng ta chia cho 252. Và kết quả của phép chia này chúng ta sẽ tính được bằng 37. Tiếp theo chúng ta tính phép tính này theo cách thứ hai. Thì cách thứ hai chúng ta có hai số là 5.544
và số 3780 đều chia cho 252. Cho nên chúng ta sẽ có 5544 chia cho 252. 252. Sau đó chúng ta phải cộng với kết quả của phép chia là 3780. 3780. Số 3780 này cũng chia cho 252. Đầu tiên chúng ta thực hiện phép chia là 5544 chia cho 252. Thì chúng ta được kết quả bằng 22. Sau đó chúng ta cộng với kết quả của phép chia là 3780. 3780 chia cho 252 thì chúng ta được kết quả bằng 15. Và cuối cùng chúng ta lấy 22 cộng với 15. 22 cộng 15 thì chúng ta được kết quả bằng 37. Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 3. Thì ở video này chúng ta đã làm được bài tập số 2 và số 3. Thì cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.